Các bạn thấy tạo tác của tự nhiên hay không? Đây là lên gần đến đỉnh rồi. Tự nhiên có một hòn đá chắn giữa đường và cái khe đá giống như là đang mở miệng cười ấy các bạn. Nụ cười mãn nguyện. Thế là tiếng nói là các bạn đã chiến thắng rồi. Các bạn lên đây các bạn đã rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Đây các bạn thấy rồi. Như nở một nụ cười rất là đẹp.